Vào khoảng 13 giờ 40 phút ngày 19 tháng 10, trên tỉnh lộ 309, đoạn đi qua địa bàn xóm Chằm, xóm Hoàng Đan, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc đã xảy ra vụ tai dạ giao nghiêm trọng khiến hai thê thiếp chồng tử vong tại chỗ. Vào khoảng thời gian trên, ông Trần Việt Nguyện 1978, trú xóm Hoàng Đan, hướng dẫn xe máy chở theo thê thiếp là Bạc Thị Y 1978 hiện đang là hiệu trưởng trung học cơ sở Hoàng Lâu, huyện Tam Dương, lưu trên tỉnh lộ 309 khi đến địa bàn xóm Chằm, xóm Hoàng Đăng thì đụng phải chiếc xe tải đi cùng chiều. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, công an xóm Hoàng Đăng đã tiến hành bảo vệ hiện trường và báo lên cơ quan tính năng huyện Tam Dương. Tài xế ô tô sau khi xảy ra tai nạn đã đến trụ sở công an huyện Tam Dương trình báo. Lãnh đạo công an xóm Hoàng Đăng cho biết, vợ chồng ông Nguyện có hai con nhỏ tuổi, cháu lớn học trung học phổ thông, cháu nhỏ tuổi đang học tiểu học. Hiện chính quyền địa phương đã hỗ trợ động viên gia đình.